Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, Vương quốc Phật giáo Bhutan đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc để chống dịch. Mới đây nhất, một cư dân Bhutan dương tính với nCoV sau khi được ra khỏi khu cách ly và tiếp xúc gần với người dân ở thủ đô. Chính phủ đã ban hành hướng dẫn về giãn cách xã hội, đóng cửa trường học, các cơ sở kinh doanh và yêu cầu mọi người không ra khỏi nhà. Chính sách này được đưa ra sau khi một phụ nữ Bhutan trở về từ Kuwait xuất viện sau 30 ngày cách ly và phát hiện dương tính với virus corona 10 ngày sau đó. Với các cơ sở Phật giáo, dù chính phủ không đề cập nhiều, nhưng tự viện hay trung tâm nghiên cứu Phật Pháp cũng nhanh chóng hưởng ứng, ra thông báo nghiêm túc chấp hành quy định giãn cách xã hội, đồng thời kêu gọi mọi Phật tử nên tu tập tại nhà trước khi tình hình khả quan hơn. Kể từ khi có ca dương tính đầu tiên với COVID-19, chính phủ và người dân Bhutan luôn có các biện pháp ứng phó hợp lý và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, sở dĩ Bhutan có thể chống dịch thành công cho giai đoạn vừa qua là vì đây là vương quốc thuần Phật giáo đứng đầu thế giới, khá biệt lập về thế giới bên ngoài. Người dân nơi đây luôn tìm kiếm và cố gắng phát huy những yếu tố tích cực xung quanh. Họ tin rằng nếu hiện tại sống tốt đẹp và tuân thủ quy định thì sẽ nhận được kết quả như ý và viên mãn.